chơilb.win, website chơi chẵn lẻ liên banh uy tín số 1, giao dịch tự động 24/7, thanh toán siêu tốc chỉ trong 3 giây. Website đầu tiên chơi được liên banh. Truy cập ngay clb.win, chẵn lẻ liên banh thanh toán siêu tốc. Samsung TV.com, shop bán hết liên quân, net free size, uy tín, giá rẻ. Vòng quay Quang Huy, vòng quay kim cương, nhận lên đến hàng nghìn Quang Huy, hàng nghìn kim cương. Thử bấm máy liên quân, free size, thẻ lết cực kỳ ngon. Đặc biệt, lần đầu tiên đăng nhập vào shop, nhận Quang Huy free. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình ha. Anh em có kênh mình nhớ đừng quên mình xin một like, một subscribe ủng hộ mình nhé, cảm ơn rất là nhiều ha. Rồi, ok, nói chung là đến với trận đấu ngày hôm nay thì tôi lại phải đi rừng. Thật sự luôn ấy, tôi muốn đi top vãi trưởng ra, nhưng mà tem cứ bắt tôi phải đi rừng, mấy ông nhìn thấy tem ấy không? Xong rồi tôi hỏi Lily nó đi rừng không, tự nhiên không hiểu sao mà tem tôi pick 2 mid luôn. Xong tôi hỏi Lily đi rừng không, nó kêu không. Cuối cùng giờ mọi người thấy không, thằng AET đầu game AFK, AFK nó vào chậm đó, xong rồi thêm thằng Manga. What? Tại sao nó lại đi lên thẳng tên trên đó, trong khi tên mình có Aya? Trời ơi, tôi lại gặp phải đồng đội như thế nào đây trời. Ảo ma thật đấy. Trời ơi, Manga đi thẳng lên đường rồng luôn. Thế mà bây giờ nó mới chịu đi về. Này luôn, né này. Trời ơi, nghệ chua. Rồi ha, đấy trận đấu mẹ tem tôi bích tướng lanh nhằng. Trời ơi, đã vậy thêm Manga nó còn đi sai đường từ đầu game chứ. Mất nguyên đợt lính luôn, thọt chưa. Né luôn. Đấy, tôi tính đi top cơ nhưng mà Lily nó không chịu đi rừng mọi người. Mà xong Manga đổi đi rừng nhưng mà thôi, ai để Manga đi rừng, nó lại vô nó ép chết. Thế là thôi tôi đi rừng cho Manga đi top mọi người ơi. Rồi ha, ok, bây giờ thì tranh thủ ăn lẹ xong rồi đi canh nhé mọi người. Trận đấu này có Aya nhưng mà không sao ha, có Aya là được rồi. Có Aya là tí nữa tôi sẽ khỏe hơn khá là nhiều ha. Rồi xong, vừa mới vô cái ăn chứ không đấu tiêu ấy, mình nó xuống canh cái là thua chết luôn rồi. Rồi pha này nấp đầy xíu nha, tôi nghĩ thằng Vora sắp ra ganh rồi đó, nên là tôi nấp trước ha. Rồi từ từ nhá, coi chừng nha. Kiểu gì tiếng Murat nó sẽ ra ganh à, nên là thôi đấy vừa nói xong. Đây nè, coi chừng từ từ Murat kìa. Rồi bắt thằng Zon chứ nha mọi người, bắt thằng Zon nha. Rồi đánh nè. Ôi chết mẹ rồi. Trời ơi, tôi nghĩ thằng Zon nó sẽ tốc biến lên, anh ngờ nó không có tốc biến mọi người. Thằng này nó chơi kỹ thế. Tôi tính chưa một hắc não nó cơ, nhưng mà nó không tốc biến, ách trưởng thật. Rồi ok, nhưng không sao, nhưng vẫn ăn được mạng Zon nha. Cứ pha đó mà không ăn được mạng Zon mới gọi là tiếc mọi người ơi. Rồi pha này chém cho tem mình đánh đi. Tôi sẽ về ăn quá nhỏ cho tôi xuống ăn rồng ha. Ăn được đấy. Ừ hay rồi. Bây giờ thì chắc xuống ăn rồng thôi ha. Thằng Murat kìa. Có trường chết nhá. Trời ơi, Manga lại chết với Vedet rồi. Ấy, bích tướng ấy. Để luôn à, không hiểu sao Lily ra mình. Manga đã bích trước rồi. Đã vậy Lily bích cuối cùng. Không hiểu sao bích con Lily. Xong rồi giờ chơi khó chưa. Rồi ha, ok. Bây giờ thì chắc biến về rồi ăn combo đỏ ha. Từ từ. Ui, coi chừng. Ê, quay được, tránh được thằng Murat này. Sim, ui, không ăn được mạng rồi. Nhưng sao nha, tôi nghĩ tôi giết thằng Zon mọi người ơi. Đây, hồi chiêu rồi. Ui, hồi chiêu rồi. Thôi, xin mạng Zon rồi xong lui ha. Ê, thằng rát. Úi, ôi, rát làm pha mù mắt nha. Lằng nhằng, hết rồi, không hiểu luôn. Rồi, ok, bây giờ thì vòng rừng mình hồi hết rồi. Nên là mình sẽ farm luôn vòng rừng nhé mọi người. Xong rồi đi xuống dưới ganh đường top ha. Thấy Manga là có vẻ đánh không lại được con Vedet rồi á. Trời ơi. Rồi, ok, lượm con blue này. Từ từ nha, mid thì lên cao chứ vậy. Nhìn bay thẳng qua bùa bên phía tem bản đây. Ổn vậy, có chừng Murat nó bắt cho cái này chết luôn đấy. Rồi, bây giờ thì tranh thủ lên hưởng một đợt lính nha mọi người. Nói chung là mình lính đang lên mà, thì mọi người cứ lên hưởng đi. Bao giờ mà liệu kiểu lính ở xa thì mọi người vào ăn rừng luôn. Nhưng mà lính đang lên thì mình lên hưởng luôn cho có kiếm một ít vàng ha. Rồi, nó hưởng xong rồi ăn con bùa thì có phải nó vẫn lời không? Rồi nha, từ từ nào. Manga đợi, ui, chạy nhanh còn kịp. Manga đợi tôi xíu, tôi sẽ đi ganh. Nhưng mà tôi nghĩ thằng Murat sẽ vô ăn con tàu hận mọi người. Nên là từ nha, tôi sẽ vòng đường này nha. Đây, nấp đây này, ui, ăn luôn à. Đánh luôn, không ngán thằng nào hết. Rồi, ulti này, mày chạy đâu. Ui, bị hết tung rồi. Trời, vẫn ăn được nè. Rồi, lượm này. Vai trưởng thật, xui quá. Pháo đó bị ulti hưởng có một nhịp. Không có là thằng Vedet nó chết trong con tàu hận. Là khả năng tôi có thể cướp được con tàu hận rồi. Thôi nhưng mà không sao, ăn được con Vedet là ngon rồi. Nói chung là tem mình vẫn là con rồng mà, nên là vẫn lời ha. Rồi, bây giờ thì tem mình ở đây 3 thằng nên là ép cái trụ nhé mọi người. Phút thứ 4 rồi, thằng này mà ở lại là chết nha. Rồi, lấy cái trụ xong rồi chắc là tôi sẽ đi về farm quái đấy nha mọi người. Nói chung là tầm này thì cứ farm thôi. Đó, bây giờ thì nâng cái thương long ha. Trận này tôi sẽ chơi thương long với cả cái kiếm mới. Nói chung là mùa này tôi bảo rồi, con gian chỉ cần nâng 2 cái đồ đam thôi là đam nó khá vự luôn. Tôi không hiểu nha. Mọi người
mọi người nhìn cái đây này, bắt được hợp đấy này, mày chết chắc. Phá này mày chết chắc, chiêu một chém xin nha, mình không ai phải để chiêu mà để ăn mạng. Trời ơi, chơi cái game này tầm này danh dưới này thì mọi người cứ cố gắng sao mà xanh nhất có thể thôi. Mình chơi cái danh này không bao giờ nên được tin tưởng đồng đội ha. Thật sự luôn, tôi chơi cái kiểu mà rank mà cũng ngang ngang hay thôi, không thể là tin tưởng đồng đội được hết mọi người. Ồ, mình toàn làm hết không à, chứ mà mình tin tưởng đồng đội cái là thôi, tí nữa là thôi xong toàn ấy. Rồi ok, bây giờ thì tranh thủ qua đây từ từ ngó xem có bùa đỏ còn nha. Rồi mất bùa đỏ rồi thôi, mất bùa đỏ rồi đi về farm blue đó, thế thôi. Nói chung là cứ có gì thì ăn đó, là muốn ăn ở dưới kìa. Mà mặc dù tôi biết trận này hai món đồ đang đủ, nhưng mà không, tôi sẽ vẫn nâng cái nành nữa nha, cho nó đàm siêu to khổng lồ luôn. Mà không biết nâng cái nành không đó, bởi vì trận này tôi sẽ nâng nành cuối mọi người. Ồ, bởi vì món thứ năm tôi sẽ nâng là nâng cái giác thông khổ cơ. Đồ này tôi thấy giác thông khổ ngon chứ bộ, bởi vì nó phản sát thương khá là nhiều đấy, nên là mà tôi cũng chả biết nó cái... tôi chỉ biết nó phản thương thôi, nhưng mà sát thương nó phản tôi chả biết nó theo cơ chế nào nữa, mà kiểu con giòn nó đánh thì nó phản có nhiều, có tầm đó sát thương không hay sao đó. Chứ mà phản con giòn mà phản lại 15 sát thương kiểu vậy là khả năng giòn hơi toang ấy. Rồi vô bắt nè, rồi từ nha, lui nhẹ cái đợi hồi chiêu nha. Rồi mày kéo tao đánh luôn thằng John này, mình đang đợi hồi chiêu để mình quay lại nó kéo mình về luôn. Rồi ok, lượm John rồi, lươn lẹo tí nha mọi người, bỏ. Con Mina nhìn thế thôi chứ nó xoáy sát thương chuẩn đau đó mọi người. Rồi ê cứu, hèn quá. Mẹ pha này xém mình chết. Cậu xanh nó không đắt đằng sau không để ý luôn. Xém không đắt nào anh chạm chết. Trời ơi. Rồi ok, bây giờ tranh thủ về pha con quái xong rồi xuống bạn màu đỏ nha mọi người. Tầm này tắc tôi chưa phải về đâu. Ừ, có nên về không ta? Thôi đi xuống, thẳng xuống bờ đỏ đi. Nói chung đi farm thôi mà, mình cứ từ từ thôi. Mình cứ farm thôi, về chị đỡ tốn thời gian tí, đánh mấy cái đạo tải là hồi máu lại à. Rồi hai mọi người thấy lính ở rừng dưới không? Đó, trời ơi, bây giờ ăn con bờ đỏ xong mà xuống dưới farm đợt lính nó thì úi dồi ôi, vàng cắt nhiều luôn nha, trừ chị cho nhanh này. Rồi, tôi chuẩn bị đặt ngưỡng cấp 12 rồi. Ngưỡng cấp 12 thì bắt đầu con gian nó mới gọi là bờ rồ nhất nha. Rồi, có nhiều ông mà hỏi, muốn tích đạo tải gian lâu á, thì mấy ông phải chơi con gian đánh đạo tải vào tướng nha. Ồ, mọi người nên nhớ là đánh vào tạo tướng nó sẽ tăng thời gian của chiêu cuối sẽ nhiều hơn đánh vào lính nha mọi người. Hình như là lính 3 giây, tướng 6 giây phải. Tôi không nhớ nữa, nói chung là tầm nó, nói chung là lâu hơn các cái gấp đôi thời gian á. Họ nên là mấy ông muốn là con gian mà ulti bất tử hết mana luôn thì phải đánh đồ tạo tướng nhiều lên nha. Chứ tích vào quái thì không có đủ thời gian để em giữ chiêu cuối liên tục đâu. Rồi, con Mina này. Từ nha, manga chết không vậy? Rồi pha này tôi không đánh nha mọi người. Pha này em mình chết 2 rồi, đi về ăn con blue đi. Ăn blue chắc là lên cấp 12 á. À thằng John kìa mọi người thấy không? Rồi. Tới công chuyện nhà, nhưng mà ông AD ông đi cẩn thận chết giờ. Sao đi đường đó? Ô là trời ơi, tem tôi ơi, rồi đánh luôn thằng này nha. Từ lui nhẹ cái. Rồi, bỏ này. Từ nha, mình có 12 nha. Đánh lo ngáo là mình cần 2 đấy. Rồi, bỏ này. Rồi, đánh thường rồi, chạy. Ê, cứu. Bỏ này. Từ nha, vừa đánh vừa lui nha, mình còn cái kia nha. Rồi bật đây này. Nghe tí đam này. Rồi, bỏ này, ulti này giết 2 này. Ai, chạy. Chạy đi. Rồi. Bộ này úi rồi, thằng John tốc biến rồi. Thằng John nó có tốc biến thì tôi chịu rồi. Phá này thằng John không có tốc biến thì khả năng tôi thoát được ấy. Cái phá này mà thoát được thì thôi 10 điểm luôn. Một pha ăn cân đánh 4 cân 4 chết, giết được 3 thằng, thảo thật đấy. Rồi ha. Nói chung là phá đấy mà có Aya thì có khả năng tôi cân được 4 bằng người. Có Aya nó búp giáp với cả búp được cái gì nhỉ? Cái giải nữa thì ít ra còn sống sót được khá là lâu á, nhưng mà thôi không có phải không có ai dài thì tôi cũng chịu. Rồi ok, sắp hồi sinh rồi, từ nha, để tôi xem coi trận đấu này ô sao mà ông AD nãy giờ tôi mới để ý ông AD FK mọi người. Ôi ông AD này chơi đầu game bị gì á, FK hay sao mọi người, thấy tùm lum mà đứng im một chỗ rồi thọt quá trời luôn, vàng có mấy ca không hiểu sao. Rồi ha, bây giờ nâng giá con khổ nha mọi người. Tầm này tem tôi đánh 4 đánh 5 thì rồi áp ca thật rồi. Ôi áp ca thật rồi. Đó, tầm này 4 đánh 5 mà tôi nâng full dam đó thì hơi toang á, nên là nó cứ nâng cái thuẫn đi, bởi vì cái luận cái nâng cái giá con khổ, bởi vì thấy giá con khổ nó vừa khỏe vừa dam to nên là thôi nâng cũng được ha. Rồi, đó vì tôi mục đích là tôi yêu cầu dam nhiều hơn nên là tôi sẽ ăn con rồng nhé mọi người. Ăn con rồng tăng dam cao sướng. Phải mở theo do đâu, tôi nghĩ nó sẽ vào bắn cái con quái nhỏ nên là tôi tích công ty nội tại 2 lần này nãy cho mọi người, thì chỉ mọi người tích cái trích cái nhớ không đó, dùng nội tại 2 lần đó. Nói chung là mọi người cứ tích cái nội tại lần cái lần lướt mà có nội tại xong rồi mọi người bật công ty lên là nó hồi lại chiêu, hồi lúc mọi người sẽ có tăng thời gian hồi chiêu lại và mọi người lướt được 2 lần liên tục đó, tiếp cận nó nhanh hơn. Rồi ha. Rồi bây giờ thì ăn con blue này xong rồi chắc là để xem coi tên bạn đâu hết rồi ấy nhở. Hai đứa ở dưới kìa, đây thằng Mina trên này này, của mình Mina đánh luôn nha. Không sợ nha, không sợ ăn rát nha.
Rồi nhưng mà hôm thằng vé đã lùi từ từ nha, tôi chưa có chữ cuối. Có chữ cuối tôi chơi ở đó nhưng mà chưa có chữ cuối nên là lùi tí. Ừ, tầm này có không có con giòn thì tôi không, tôi có chữ cuối là tôi cân được á, chứ con giòn mà cân cân mà không để ý con giòn nó sấy cho chết luôn đó mọi người. À, mày kéo tao vào à? Đánh luôn mày này, trời bật luôn cái khiêng rồi. Rồi, giết luôn, tao mình có chữ cuối là con đã chết này. Ơi sao mình bật, mình lỡ mình bật mất cái nội tại rồi. Hơi phí nhỉ, đây bắt con giòn này. Bộ này. Ôi thôi xong rồi. Ui không đủ đam rồi, thôi chết ẩu rồi. Trời ơi, cái pha đó ơi vẫn giết con giòn kìa. Cái pha đó tôi sao lại bật cái kiếm ẩu ấy ta. Quên mất tự nhiên để cái kiếm để lại bật đánh con giòn chủ khả năng sống một xíu rồi. Thôi không sao, phải để tôi hơi ẩu ha. Rồi ok tôi sinh đây á, trận này căng quá. Trận này à, ông AD còn áp ca sớm ấy chứ. Trời ơi, đầu game giờ tôi chơi tôi không để ý AD đâu mọi người. Ai ngờ áp ca từ sớm rồi. Rồi xong chết luôn Lily rồi. Phải tôi cân được nha. Mày làm gì đấy? Phải này cân được nha. Thằng giòn ở trên nó chả sợ đâu. Cân hết nha. Bổ hai cái thằng này chết này, mọi người thấy đam to chưa? Đam hơi bự đấy. Rồi chém luôn này. Làm gì? Giết con Murat được không mấy tem? Rồi giết luôn con Mina này. Mày này xin nhá. Rồi ui tới thằng giòn với cả thằng Rat này, không biết nó có điều này về không ta. Rồi xong, không điều này về rồi thôi, không điều này về thì thôi, tôi về tôi farm tiếp lính năng ở dưới này này. Đó, cái pha đó mà tem bạn mà kiểu mẹ đi lẻ cover lên, kiểu thấy tem mình bị dí ấy, mà đi lẻ lên cái là tôi giết từng thằng một đó. Không có đùa đâu. Rồi, ok, mã trận đấu này FK rồi nên là không thể để lâu rồi nhá. Trận này mà pha nào có thể là khả năng win được thì sẽ win luôn nha mọi người. Chứ mà tầm này mà để về late là thôi toang ấy. Tem tôi FK hàng 2 AT nữa, FK hàng AD nữa. Các bạn còn thêm big 2 bác sư nữa. Đó, trận này có mỗi mình tôi lao vào à. Đấy, không biết là để xem Lily với cả Manga làm được cái gì cho tem không đấy. Chứ trận này tôi hết, tôi đang làm hết rồi đó mọi người. Tem ăn 19 mạng, tôi ăn 13 mạng rồi. Úi giời ơi. Rồi ha, đây này, thằng Murat này, ăn thằng Blue có tiêu rồi. Rồi, ok, nhưng mà thôi kệ, tôi xem con tòa hận nha. Rồi, tem ơi, ra phụ mình con tòa hận này. Từ từ, tem nó ra này. Từ từ nha, tôi sẽ giả dụ nha. Ăn tòa hận này. Ăn tòa hận đi tem ơi. Rồi, ui dồi ôi, thằng Hayate làm gì đấy. Thằng ấy bà chơi bài xong mà cảm giác đánh giống người ấy. Ờ, hình như nó vào rồi mọi người. Ờ, hình như nó vào rồi, nhưng mà má tầm này nó quá thọt rồi hay sao á. Rồi ha, rồi, vào được. Ấy, thằng này, thằng giòn đầu này. Thôi xong, pha này thắng rồi. Thằng giòn. Rồi, bắt này. Bộ này. Được từ nha, lui nhẹ cái đồ chiêu nha. Đồ chiêu xong bánh tiếp. Tôi nâng tanh, tôi nâng cái giáp khổ mà nên tôi trâu lắm mọi người. Đó, đánh tiếp, cò quẩy hết luôn. Rồi ha. Rồi giết này, đánh thường này, đánh thường rồi cho Lily ăn đi, tôi lấy giết thằng Murat nha mọi người. Đó, bộ này, đánh thường này, đánh thường này. Rồi, ok. Nói chung là tem bạn thằng John một pha đi ẩu phát thôi là thua luôn rồi. Tôi còn chưa cần bật cái kiếm đó mọi người. Trời ơi, quá khỏe luôn. Đấy, nói chung là mọi người chơi, mọi người cố gắng ra vào mà kiểu hết chiêu, kiểu mọi người phải giữ lại một chiêu để mọi người lướt ngược lại nhé. Rồi xong rồi mọi người đầu hồi chiêu tiếp, mọi người đánh tiếp thì lúc đó nó sẽ kiểu có quay được nhiều hơn trong combat ha. Chơi kiểu khó chịu à. Ok, nói chung là thôi trận đấu này cũng kết thúc đây rồi. Cảm ơn anh em đã coi trận đấu nhé. Nếu hay nhớ đừng quên cho xin một like, một subscribe ủng hộ tôi nhé. Bye bye anh em, hẹn gặp clip sau ha. Trời ơi, quá mệt mỏi.